dư tiền đó là vấn đề nữa. Cái này dư tiền về rồi. Người ta chỉ cất thôi mà. Tiền quá mà. Nhưng phải có chuyện xuân buổi tối à. Số không được được về đúng không? Người có tiền mà có chuyện đó. Chuyện còn lo đó. Vậy thôi Út lấy lương đưa cho chị, giữ hết cho. Em nói chị rồi, em trả anh hết rồi, chị ăn luôn đi. Không có giữ tiền cho mình. Rồi mở tiền cho. Mới hả cậu? Hử? Nhiều không? Nó uống nhiều không? Ít hả? Chạy đường giờ vô mới nóng. Mệt quá bây giờ chị không có cười nữa. Nó khùng nữa em còn đừng hơi tâm nữa.